Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em giải bài tập C3 trang 9 sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau, em đặt thước đo như thế nào? À, ở đây là chúng ta cần phải đo độ dài. Và việc đo độ dài của một vật bất kỳ thì chúng ta luôn luôn phải đặt thước đo sao cho thước nằm dọc theo cái chiều dài cần đo. Như vậy thì các em có thể ghi lại câu trả lời ngắn gọn. Đó là để đo độ dài, của một vật thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là phải đặt thước dọc theo chiều dài cần đo. Ngoài ra thì cần phải lưu ý là chúng ta phải đặt một đầu của vật ngang với vạch số 0. Khi đó, đầu còn lại gần vạch đo là nhất. Thì chúng ta sẽ suy ra đó chính là số đo chiều dài của vật. Chúng ta có thể thực hành ngay với ví dụ sau. Ở đây cô sẽ đo chiều dài của một cục tẩy. Cục tẩy ở đây có cạnh là dạng hình chữ nhật đúng không nào? Như vậy nó sẽ có một cạnh là chiều dài và một cạnh là chiều rộng. Cụ thể thì cô sẽ đo chiều dài của cục tẩy này. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đặt thước dọc theo chiều dài cần đo. Rồi như vậy đây, cái cạnh của thước đã nằm dọc theo cái chiều dài, cạnh chiều dài của cục tẩy hình chữ nhật. Tiếp theo, ở đây các em quan sát là một đầu của hình chữ nhật ở đây đang ở vạch số 1. Vậy thì nó chưa có đầu nào trùng với vạch số 0 cả. Như vậy chúng ta phải điều chỉnh thước sao cho một đầu của vật thì ngang với vạch số 0 hay là trùng với vạch số 0. Và đây, một đầu ở bên trái cục tẩy bây giờ thì đã trùng với vạch số 0 rồi. Và chúng ta sẽ đọc số đo tương ứng với cái đầu còn lại của cục tẩy. Đầu còn lại thì gần với cái vạch số 5 nhất. Như vậy chiều dài của cục tẩy này chính là 5 cm. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng thước để đo chiều dài của một vật. Vậy thì tương tự đối với bề dày của cuốn sách vật lý hay là chiều dài của bàn học thì các em cũng sử dụng cách đo tương tự như vậy.